Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Sắp tháng cô hồn, nửa đêm lên sân thượng thấy chồng thắp hương khấn vái một thứ mà vợ xanh mắt mèo. Thấy chồng lên sân thượng mãi không xuống, vợ vội lên thì thấy cảnh tượng khiếp vía. Mọi người tư vấn cho em giờ phải làm như thế nào để lão chồng em đi vào nhà. Nửa đêm nửa hôm rồi lão cứ ngồi trên sân thượng nhìn sợ vô cùng. Đó là tâm sự của người vợ được đăng tải trên diễn đàn mạng xã hội kèm theo một bức ảnh khó hiểu. Câu chuyện ngay lập tức đã nhận về được một lượng tương tác khủng. Nội dung câu chuyện như sau. Chồng em đấy các bác ơi, lão có đam mê chơi cây cảnh. Năm vừa rồi chồng em đầu tư mua hẳn cái cây hơn 60 triệu. Đợt vừa rồi nắng nóng, lão chồng em đi công tác hơn 2 tháng trời. Em cũng bận bịu nên chẳng ai chăm chút cây cối. Thế là quả cây tâm đắc của lão ý bị chết khô. Ban nãy chồng em từ sân bay về nhà, lão ý lao thẳng lên trên tầng 8 để thăm cây. Nhìn quả cây héo úa khô khốc, chồng em chán, không thèm nói năng gì với em. Xong lão chồng em mang cả hương ra thắp ở gốc cây rồi ngồi tâm sự với cây như thật luôn. Mọi người tư vấn cho em giờ làm thế nào để lão chồng em đi vào nhà. Nửa đêm nửa hôm rồi mà lão ý cứ ngồi trên sàn thượng nhìn sợ vô cùng. Không biết có tâm linh như nào hay không mà thỉnh thoảng lão quay qua nhìn em hành học rồi bắt em đền cây cho lão ý. Lão con bảo nếu không chuyển ngay cho lão ý tiền thì lão ý sẽ thề là không vào nhà. Em khổ quá chồng với chả con. Em bòn rút mãi lương của lão mới được tầm 50 triệu. Giờ chẳng lẽ lại nhắm mắt chuyển trả lão thì nghiệt ngã quá. Câu chuyện người vừa chia sẻ khiến cho dân mạng cười nghi ngả, hồ chị em vào bình luận rất xôm. Nhưng cánh đàn ông cũng đam mê cây cảnh thì lại có cái nhìn cực kỳ thông cảm. Đối với họ một khi đã đam mê cây cảnh thì có thể ngồi hàng giờ để tỉ cắt ngẫm nghĩ. Đầu tư tận 60 triệu để mua một cái cây về. Bây giờ cây là chết sau 2 tháng đi công tác thì có khác gì là đi xa không được gặp mặt bạn lần cuối. Nhìn chồng và cây thánh thờ lại còn mang hương lên khấn vái nói chuyện ngay trong gần ngày tháng cô hồn khiến cho vợ xanh mắt mèo. Định bụng chuyển trả cho chồng 50 triệu bồi thường cho sự vô tâm của mình nhưng chưa quyết được nên vợ đã lên mạng xã hội xin ý kiến cộng đồng và kết quả là nhận được rất nhiều lời oán trách xen cả những câu động viên hài hước. Chị vô tâm thật, đi tận 2 tháng mà không quan tâm cái cây cho anh, trong khi cái cây tận 60 triệu chứ ít gì. Một bạn thì bình luận, thôi thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, bây giờ thì hãy an ủi chồng, bù lại cho anh số tiền mà anh đã mua cây để anh mua cây khác. Có độc giả thì cho rằng, anh này có thể bỏ ra số tiền lớn như thế để mua cây thì chứng tỏ là khá là giàu, cho nên động viên vợ cứ vô tư đi, không phải suy nghĩ gì, đợi vài ngày nữa sự việc lắng xuống thì anh lại đầu vào đấy thôi. Hiện tại thì câu chuyện vẫn nhận được khá là nhiều bình luận và chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.